thì sao ạ? Bị kéo giãn ra và nó bị đau. Tension thì nó bị đau. Do đó cho nên chúng ta phải mở đúng câu để ta đang ngáp hơn. Là nó không có đau. Thì tự động cái cằm nó xuống chứ không phải là no. Nhiều bạn muốn mở to cho nên là cố gắng kéo cái cằm nó xuống giống như nhà sĩ vậy. Chúng chỉ cần kéo cái fish muscle này nó xuống thì nó tự động nó mở to ra. Father, Father, Arm, Arm, Arm,
repeat the list again, more rapidly with the spine easing up of the gross stretch. We'll call this stage 3. Father.